Minh Toàn xin kính chào quý bà con cô bác. Hôm nay Minh Toàn đã có mặt ở trên tuyến đường Lê Trọng Tấn, là một trong những cái tuyến đường mà ở quận Hà Đông. Ở đây thì tuyến đường Lê Trọng Tấn là nó nối liền giữa đại lộ Thăng Long và đường Quang Trung Hà Đông. Và như quý bà con cô bác cũng đang thấy là ở đây thì ở Hà Nội chúng ta mấy ngày vừa rồi là mưa rất là to, chính vì thế mà nước ngập ở đây, nước ngập tràn luôn. Đập tràn luôn chứ là có cơ bản. Ở đây cũng là một cái dãy biệt thự liền kề mà cách đây 3 năm Minh Toàn đi nó vẫn như thế này, bây giờ Minh Toàn đi nó cũng như thế này, bởi vì là đất ở đây thì là các căn này cũng không bán được. Và ở đây khu này cũng là làm tốn rất là nhiều giấy mực của các cái nhà báo khi mà nói về đất ở Hà Nội, chính là cái khu này cũng góp phần vào cái sự mà làm tốn rất là nhiều giấy mực đấy. Và như quý bà con đang thấy ở Hà Nội vào mùa này thì trái cây 2 ngày thì mưa ròng rã suốt 2 ngày liền, mưa 2 đến 3 ngày liền, nhưng mà mưa cũng lượng mưa cũng không lớn, chỉ là mưa vừa vừa thôi, nhưng mà cái đường ở Hà Nội ngập rất là nhiều. Ở đây thì quý bà con cô bác cũng đang thấy nó ngập như thế này. Và đằng kia là vào cái khu đô thị của Lê Trọng Tấn thì xin mời quý bà con cô bác đến đấy chúng ta xem thử ở đằng đấy nó như thế nào. Hôm nay nước chắc rút bớt rồi anh nhỉ? Hôm trước ngập nhiều không hả anh? Bây giờ này tí. Ngập gần đến đầu gối luôn. Như quý bà con cô bác đang thấy ở đây thì là một cái khu đô thị mà lượng nước thoát ở đây thì rất là kém. Đây khu đô thị An Khánh quý bà con cô bác ạ. Nước ngập ở đây thì như quý bà con cô bác đang nhìn thấy thì nước ngập làm cho nhân dân không thể đi lại được và lưu thông ở tuyến đường này rất là khó khăn. Đây là các cái căn nhà mà tiền sâu thẳm trong kia thì chúng ta còn bà con thấy những cái căn biệt thự mà không được xây dựng. Còn zoom lại cho nó to chút nhé. Đây, các bạn thấy nhìn cái căn biệt thự ở đằng kia. Thì nó không được duy là hoàn thiện đến một nửa rồi nhưng mà không có người ở. Thì Minh Toàn nhớ rằng là cách đây khoảng 3 năm ở về trước Minh Toàn xuống đây với tình trạng nhà thô như này thì rất là nhiều và không có người thuê cũng như là không có người ở. Nhưng
mà đến nay toàn quay xuống thì cũng không có gì là thay đổi. Và thường thường thì ở Hà Nội thì đường hay rất là ngập, như bà con các bác đang thấy là ở đây thì các anh bảo vệ đang phải để một cái ghế và các cái ngành cây như thế này để cho khi mà bà con cô bác đi lại phải biết được là nơi đấy là có một cái hố ga, hố thoát nước để chúng ta tránh. Và hầu như là trên trục đường này thì ngập hết bà con cô bác. Bà con cô bác đang nhìn thấy là một toàn người một cái phân nước gần với bên lề đường của Lê Trọng Tấn. Ở đây là cái trung cư xa xa kia của Hà Nội thì đây là một trung cư, mà trung cư này cũng sẽ ở khoảng được một phần ba cư dân là ở trung cư thôi. Còn lại hai phần ba là chưa có thì ở và các căn mái nhà liền kề đằng kia, chú bà con của bác có thấy mái nhà liền kề đằng kia không? Thì đấy là các cái căn liền kề chưa có ai thuê, là chưa có người ở luôn. Và khu này cũng làm tốn rất là nhiều giấy mực của các đài báo cách đây khoảng 2 năm 3 năm về cái những cái căn biệt thự tiền tỷ bỏ hoang. Đây nước ngập như thế này làm chết máy rất là nhiều xe máy. Vâng, và trước mặt quý bà con cô bác là một cái hình ảnh thân quen thuộc của Hà Nội, hay được các bạn trẻ thường gọi một cái tên rất là hài hước, đấy là Hà Nội ngày nay. Và đây thì quý bà con cô bác cũng có thể thấy là tuyến đường ở đây thì, nó bị ngập như thế này thì gồm có những cái bác có cái xe kéo như thế này. Đây, xe kéo như thế này thì các bác đấy sẽ chở xe máy đi qua ở đoạn ngập này. Thì giá xe máy đi qua một cái đoạn ngập này nó khoảng 10-20 ngàn. Đấy. Và đây thì cũng như bà con cô bác đang nhìn thấy là các cái xe máy, có một số xe đi qua được nhưng mà một số xe thì cũng không dám đi qua bởi vì là sợ chết máy, giống như là các mẹ con của cô gái này thì đang bị chết máy. Và nước ở đây ngập quá thưa các con cô bác ạ. Hà Nội chỉ mưa trong vòng có 2 ngày 2 đêm mà lượng mưa không được lớn, nhưng mà ở đây thì đã bị ngập rất là nặng. Đây, tình trạng xe chở xe kéo xe. Đây, một số xe thì quý bà con cô bác thấy là cũng liều mạng để đi qua thôi. Chứ còn nếu mà xe đi mà không khéo, chúng ta mà với tay lái mà không khéo thì cũng có thể rất là dễ bị chết máy. Đây, một xe của mẹ con của cô gái này là đang bị chết máy.
Thì khi mà đi qua những cái ngập này thì quý bà con cô bác cũng quý bà con cô bác đang thấy là nó ngập thế này, thì khi mà quý bà con cô bác chúng ta đi xe máy chúng ta cũng nên ga nó tăng dần, ga nhẹ xong tăng dần, không là bị chết máy như anh chàng ở đây tình trạng chết máy. Đấy. Và một số người thì không dám đi qua cái khu vực này. Không biết em gái này đi như nào. Ờ, rất tốt. Và đây cũng là một cái nghề mà ở Hà Nội ngày nay, nói với cái quen thuộc là Hà Nội ngày nay thì lội nước ấy, Hà Nội là lội nước ấy. Hay như anh này là anh có khả năng là anh giảm ra đột ngột thành ra là bị chết máy. Nếu mà ai mà đi qua những cái vùng nước ngập này thì có thể chúng ta hãy đi từ ga nhỏ đến ga lớn, chúng ta không nên là giảm ga là nước nó sẽ vào xả và vào máy là sẽ bị chết máy ngay. Và như anh kéo ở đây thì như Minh Toàn đang quan sát là từ sáng giờ là anh đấy anh hoạt động để đưa các cái xe máy qua sang bên kia, sang bên này. Đây là đường mà giống như là sông luôn. Thì mỗi xe máy như thế là khoảng 10.000, 20.000. Cứ một lần đưa xe máy qua là khoảng bao tiền đấy nhỉ? Đưa xe máy qua đây là khoảng bao tiền ạ? 50.000 à? Ở chúng phải 20 à? Ủa 50 à? Cao thế nhỉ? Vâng. Thế là đưa xe máy qua đây là 50.000 bà con ạ. Người không là 20.000. Đây là một nghề khá là hay ở Hà Nội ngày nay. Hà Nội là lội nước ấy. Tức là Hà Nội đó. Chính như thế mà các bạn trẻ hay đặt một cái tên là Hà Nội. Đây như anh chàng này là đi là đang bị chết máy rồi. Đấy, nhiều chị em phụ nữ đi xe rất là tài tình, nhưng nhiều thanh niên cũng đi xe chưa có kinh nghiệm thành vẫn đi chết máy bình thường. Xem em gái này đi qua đây kiểu gì nhá. Ta hãy xem em gái xinh đẹp này. Em có dám đi qua hay không? Và chắc là em đang suy nghĩ là nên thuê xe chở qua hay là nên đi đây. Em đang quan sát rất là kỹ. Đây. Wow. Đi là khá là mạnh tay ga lên. Đấy, chính như thế em quá là giỏi. Đây, như chị này đi là đang bị chết máy rồi. Đấy, và ngập luôn giày dép và guốc. Bởi vì chúng ta đi không quen là bị chết máy ngay. Ô tô đi qua thì với độ ngập này thì không vấn đề gì mấy.
Khi về với Hà Nội thì cứ bà con cô bác vào mùa mưa bão này thì cứ bà con cô bác cũng có thể thấy được cái tình trạng mà Hà Nội ngày nay nó như thế này. Hầu như các tuyến đường, đa số là các tuyến đường thì cũng đều bị ngập rất là nhiều. Và đây là cái khu của Hà Đông, đường Lê Trọng Tấn. Thì để theo dõi những video mới thú vị của kênh của Minh Toàn thì rất mong quý bà con cô bác có thể nhấn nút đăng ký kênh. Đấy là cũng là một cái hành động mà ủng hộ kênh ngày càng có nhiều video mới hấp dẫn hơn để phục vụ quý bà con cô bác thật tốt hơn. Ở đây quý bà con cô bác đang thấy là một em đi xe đặc biệt đang dắt. Không, việc cũng không nhẹ đâu, xe nặng nhưng việc cũng nhẹ. Thank you.